Mỗi ngày trôi qua, Vạn Xuân Group luôn hướng tới mục tiêu tạo dựng được niềm tin, sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng và các nhà đầu tư thông qua những dự án bất động sản tại những vị trí đắc địa được quy hoạch bài bản, thiết kế ấn tượng, tích hợp đầy đủ các tiện ích nội khu đẳng cấp, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống và thay đổi diện mạo tại những địa phương chúng tôi phát triển sản phẩm bất động sản. Thành lập ngày 1 tháng 6 năm 2005 với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản, các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự và căn hộ. Hiện nay, Vạn Xuân Group đã có hơn 22 dự án đã được triển khai tại các vị trí trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Hơn 5.000 sản phẩm tại các vị trí trung tâm thành phố đã được ra mắt với hơn 10.000 khách hàng tại các tỉnh thành trong và ngoài nước. Trên hành trình thành công và phát triển bền vững của mình, Vạn Xuân Group tin rằng bên cạnh nguồn nhân lực dồi dào thì môi trường làm việc luôn là điểm quan trọng rất cần được nâng cao. Một môi trường làm việc chuyên nghiệp là tạo dựng được sự hứng khởi trong tinh thần làm việc và khả năng chuyên môn sâu của từng bộ phận. Với đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi, tạo ra giá trị bền vững và lâu dài. Cùng nhìn lại chặng đường một năm của những bước phát triển mới đầy tự hào và mang dấu ấn Vạn Xuân Group. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, việc thực hiện giãn cách xã hội đã khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tất cả sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Vạn Xuân Group, tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã tiến hành bàn giao căn hộ vượt tiến độ 3 tháng với khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One Phú Hòa. Tiếp đó, chỉ sau vài tháng khi cư dân về ở, Vạn Xuân Group đã bắt đầu bàn giao sổ đợt 1 cho những chủ nhân đầu tiên. Pháp lý dự án là một trong những thông tin được khách hàng quan tâm, đặc biệt với những tài sản có giá trị như nhà cửa, căn hộ. Vấn đề này được chú trọng hơn bao giờ hết. Một trong những điều ghi điểm nhất của Happy One Premier trong lòng khách hàng là tình trạng pháp lý rất được đảm bảo của dự án, mang lại cho các nhà đầu tư nhiều niềm tin khi dự án đã có giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo được tiến độ dự án, thời gian bàn giao nhà sẽ đúng như dự kiến đề ra. Cùng với pháp lý dự án minh bạch, Happy One Premier cũng đang được Vạn Xuân Group đẩy mạnh về tiến độ thi công để khách hàng nhận nhà đúng thời hạn bàn giao. Được chính thức giới thiệu ra thị trường từ đầu năm 2021, đến nay đã có hơn 600 căn hộ của Happy One Central đã có chủ và nhận được phản hồi tích cực của khách hàng và các nhà đầu tư. Tại lễ trao giải Property Guru Vietnam Property Awards 2021, Happy One Central được vinh danh ở hạng mục Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương, Best Condo Development Bình Dương. Đây là giải thưởng danh giá về uy tín bởi quy trình đánh giá chặt chẽ, minh bạch của hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia đầu ngành bất động sản trong và ngoài nước. Giải thưởng đã góp phần minh chứng cho những tâm huyết của Vạn Xuân Group kiến tạo ra những dự án chất lượng cao và là cơ sở vững chắc để khách hàng lựa chọn các sản phẩm sau này do luôn nỗ lực hết mình để chăm lo và thăm hỏi cho người lao động tại công ty đúng lúc và kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã vận động các cán bộ nhân viên công ty cùng với ban lãnh đạo tham gia các công tác an sinh xã hội trên địa bàn như tham gia công tác hiến máu nhân đạo và ủng hộ chăm lo Tết Nguyên Đán
cho những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận 12. Trong năm 2022, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh các phong trào nhằm chăm lo sức khỏe tinh thần cho người lao động tại công ty. Xin chào toàn thể quý anh chị. Năm 2021 khép lại, chúng ta đã trải qua một năm với vô vàn những khó khăn và thách thức lớn bởi đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để duy trì hoạt động của doanh nghiệp mình, và Vạn Xuân Group cũng là một trong những đơn vị đó duy trì cái nguồn thu nhập cũng như là không có cắt giảm và ổn định chế độ phúc lợi cho nhân viên. Với sự cố gắng, đồng lòng, quyết tâm của đội ngũ tập thể cán bộ nhân viên Vạn Xuân, chúng ta đã đạt được những kỳ vọng hiệu quả và thành công cho năm 2021, như các dự án đã được đưa ra thị trường, được sự đón nhận của đông đảo quý nhà đầu tư, quý khách hàng. Điều này minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Vạn Xuân Group. Mặc dù tình hình dịch bệnh của năm 2021 rất là khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có những hoạt động để chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn từ các địa phương, cũng như là hỗ trợ và các cái chương trình dành cho cán bộ nhân viên, tạo cái niềm vui, hứng khởi. Điều này cũng đã xây dựng một cái môi trường văn hóa tập thể và gắn kết hơn trong tập thể Vạn Xuân chúng tôi. Và để ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Vạn Xuân Group trong thời gian qua đã đạt được, tôi xin cảm ơn và gửi lời chân thành đến tất cả cán bộ nhân viên trong thời gian qua đã cùng cố gắng nỗ lực phấn đấu để có được cái thành quả cho ngày hôm nay. Và chuẩn bị chào đón cho năm 2022, tôi xin chúc tất cả cán bộ nhân viên tập đoàn Vạn Xuân được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và tôi tin rằng với sự cố gắng, quyết tâm và đồng lòng, Vạn Xuân chúng ta sẽ vượt sóng, vươn xa để xây dựng một tập thể vững mạnh, một công ty đoàn kết, phát triển. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, quyết tâm từ ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả và thành công. Tôi xin trân trọng cảm ơn.